8 loại cây trồng trong nhà cực tốt cho sức khỏe, giúp bạn có thể cải vận, đem đến vượng khí, may mắn và thành công trong cuộc sống. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi video. Thưa quý vị, các loại cây trồng trong nhà không chỉ giúp mang lại nguồn không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp bạn có thể cải vận, đem đến vượng khí, may mắn và thành công trong cuộc sống. Các loại cây trồng trong nhà trong danh sách dưới đây đều là những loại cây cảnh đẹp, dễ sống mà không cần quá nhiều ánh sáng. Ngoài ra, chúng đều có khả năng thanh lọc không khí, cung cấp nguồn oxy, chất lượng, có lợi cho sức khỏe của con người, đặc biệt là một số loại cây cảnh còn có tác dụng phong thủy vô cùng hữu ích. 8 loại cây trồng trong nhà cực tốt cho sức khỏe, giúp bạn có thể cải vận, đem đến vượng khí, may mắn, thành công trong cuộc sống. 1. Nha đam, lô hội. Nha đam hay còn lại là lô hội là một loại cây sống lâu năm và ưa ánh sáng. Thân cây có chứa nhiều thịt chứa nước, không có cuống lá, hai bên mép có gai nhỏ và những lá nha đam thường mọc sát vào nhau. Trồng cây nha đam trong nhà hoặc vườn sẽ giúp không khí xung quanh nhà bạn trong lành, thoáng mát, đặc biệt rất có lợi cho bạn. Một số công dụng tiêu biểu của cây nha đam như làm dịu mát. Với tính chất dịu mát, thanh nhiệt đã khiến nha đam trở thành một loại gel và kem để làm giảm cảm giác đau rát sau khi cạo râu đối với quý ông. Làm đẹp, thay vì sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn hãy dùng nha đam để đắp lên mặt giúp tái tạo da, làm giảm nếp nhăn và có thể ức chế quá trình phát triển của mụn khi bạn bôi gel nha đam vào. 2. Thiết mộc lan. Thiết mộc lan là một loại bụi cây phát triển chậm và hạn chế khi trồng trong chậu, bởi vậy rất thích hợp để trồng trong nhà. Ngoài ý nghĩa phong thủy là một cây đem lại tài lộc vượng khí vào nhà, thì đây còn là một loại cây cảnh tốt cho sức khỏe. Thiết mộc lan sẽ hấp thụ khí CO và toluen, khí có thể gây dị ứng, nhức đầu, ngủ gật, sẽ gây ung thư hoặc thậm chí là tử vong khi hít phải ở nồng độ cao. Bên cạnh đó, thiết mộc lan rất dễ trồng, viên lá có màu xanh nhạt hơn phía trong, vừa là một loại cây cảnh, vừa là cây có lợi cho sức khỏe mà bạn nên trồng tại nhà. 3. Xương rồng. Xương rồng là một loại cây cảnh khá phổ biến do dễ sinh trưởng và không cần chăm sóc nhiều. Đây còn là một loại cây có thể thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt, nên bạn không cần thường xuyên tưới nước mà chỉ cần thỉnh thoảng cho cây ra tắm nắng để hấp thụ ánh sáng là được. Loại cây này sẽ giúp tạo ra không khí tươi mát, những ion âm giúp điều hòa sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi. Ngoài ra, nếu đặt một cọng xương rồng trên bàn làm việc hay cửa sổ, vừa đẹp lại vừa có lợi cho sức khỏe. 4. Hoa lài hay hoa nhài. Hoa lài là một loại cây bụi rất ưa sáng, có nhiều nhánh nhỏ và dài, thích hợp trồng trong vườn hay trước cửa nhà. Loại cây này có hoa màu trắng, nhỏ, có mùi thơm thoang thoảng và dễ chịu. Ngoài việc mang đến vẻ đẹp cũng như không gian thoáng mát cho ngôi nhà của bạn, thì hoa lài còn dùng để ướp trà hoặc có thể trị những bệnh đau đầu như ho, thanh nhiệt, chóng mặt. Đặc biệt, loài cây này không quá kén đất, có thể trồng được ở rất nhiều loại đất khác nhau, trừ đất phèn và đất mặn. Nên, nếu muốn sở hữu loại cây này trong nhà, bạn nên lưu ý nhé. 5. Bạc hà. Bạc hà là loại cây hợp với nhiều không gian, rất dễ trồng. Mùi hương thèm mát của lá cây này không chỉ tạo nên cảm giác thoải mái, sảng khoái mà còn sử dụng nhiều tác dụng với sức khỏe con người như trị ho, lợi tiểu, tốt cho hệ tiêu hóa và có thể xua đuổi côn trùng như muỗi và gián. Ngoài ra, loài cây này rất tốt cho sức khỏe thì bạc hà còn là thứ rau ăn kèm, gia vị trong căn bếp quen thuộc, đồng thời mang lại không gian tươi mát cho ngôi nhà hay nơi làm việc của bạn. Tuy nhiên, bạc hà và húng lủi là hai loại cây tương đối giống nhau, rất dễ nhầm lẫn. Bởi vậy mà bạn cần phân biệt một cách cẩn thận để phát huy hết hiệu quả sử dụng. 6. Tre cảnh. Tre là loại cây cảnh được lựa chọn sử dụng nhiều nhất để trang trí trước cửa nhà. Đây là loại cây mà theo phong thủy mang lại rất nhiều may mắn,
phú quý, sự no đủ. Loài cây này còn tượng trưng cho sự mảnh mai, thanh nhã, thích hợp cho nhiều không gian và phong cảnh thiết kế khác nhau. Tuy thuộc giống tre trúc nhưng loại cây này không mọc thành to mà mọc thành từng cụm nhỏ, không quá cao nên có thể trồng trong chậu. Tre cảnh giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác yên bình và có khả năng loại bỏ những chất độc ra khỏi không khí như khí benzen, formaldehyde, khí thải ra từ những vật dụng trong nhà và có thể gây nên dị ứng, chảy máu mũi. 7. Sau má cảnh. Sau má cảnh là một loại cây xanh mướt quanh năm, thích hợp trồng chậu, thủy sinh. Với đặc tính là dễ trồng, dễ chăm sóc, sau má cảnh được nhiều người lựa chọn khi muốn trang trí bàn làm việc, cửa sổ hay tại nơi làm việc. Nếu nhà bạn mới sửa chữa, thì bạn có thể yên tâm khi có một chậu sau má cảnh trong nhà. Bởi vì không những chúng có thể hút đi khí nicotine mà còn hấp thụ và phân giải những chất gây ô nhiễm sau khi sửa chữa như benzin, formaldehyde và khí clo giúp không khí trở nên trong lành, thoáng đãng hơn. Nên kết hợp rau má cảnh với xương xỉ và măng tây thì đây chính là một cách tuyệt vời để bạn trang trí cho căn hộ, đồng thời làm sạch không khí trong nhà và để tăng cường không khí vui vẻ cho toàn bộ căn nhà của mình. 8. Hương thảo. Hương thảo là một cây cảnh lá kim, xanh tươi và có mùi thơm rất đặc trưng. Nếu bạn trồng chúng trong nhà, mỗi khi tưới nước hay chạm nhẹ vào lá cây, bạn sẽ cảm nhận được mùi tinh dầu hương thảo. Mùi hương thơm này còn làm có khả năng giảm xỉ chuết, đuổi mũi, làm gia vị để chế biến mỹ phẩm. Đây là một loại cây sẽ phát triển từ nhánh chiết hơn là từ hạt giống, nó không quá khó để chăm sóc. Đặc biệt, nếu trong nhà bạn có một vài cây hương thảo sẽ giúp mang lại cho ngôi nhà bạn một nét đẹp riêng cùng tinh thần thoải mái, thư thái. Ngoài 8 cách trên thì chúng ta còn có thể tham khảo một số loại cây sau cũng rất tốt cho sức khỏe nếu bạn trồng trong nhà. 1. Cây thường xuân. Cây thường xuân là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất được nhiều người lựa chọn trồng làm cảnh. Loại cây này đặc biệt lý tưởng để trồng làm hàng rào trước sân hoặc trồng làm bóng mát. Không chỉ được biết đến như loại cây cảnh mà loại cây này còn có rất nhiều lợi ích cũng như công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị bệnh. Cây thường xuân sở hữu một công dụng nổi tiếng, đó là làm khả năng chống lại vấn đề về viêm nhiễm trong cơ thể. Đặc biệt, đối với những bạn bị viêm khớp, bệnh gút, bệnh thấp khớp thì loài cây này có khả năng giải độc cơ thể rất hiệu quả. Đặc biệt là sử dụng lá thường xuân sẽ giúp hệ thống gan, mật hoạt động tốt. Những chất độc trong cơ thể được giải phóng ra ngoài một cách nhanh chóng. 2. Cây họ cam, quýt. Những loại cây thuộc họ cam, quýt là một loại cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe. Họ cam, quýt có khả năng hút ẩm, lọc không khí, diệt khuẩn môi trường xung quanh. Với những loại cây này nên đặt chúng ở những nơi nhiều ánh sáng, thường xuyên tưới nước, nhưng không để chúng bị úng nước mà luôn phải khô thoáng. Cây họ cam, quýt đại diện cho sự tài lộc dồi dào, giàu sang. Vì vậy, ngoài việc chọn cây cảnh tốt cho sức khỏe, thì chúng còn mang đến ý nghĩa phong thủy rất tuyệt vời. 3. Cây dương xỉ. Dương xỉ là một loại cây mà chúng ta thường thấy mọc hoang ở những nơi có độ ẩm nhiều. Có thể được chưa biết đến, dương xỉ có khả năng lọc không khí tuyệt vời nhất bằng cách loại bỏ đi formaldehyde, những loại kim độc loại khác như anxin hay thủy ngân. Dương xỉ cũng là biểu tượng của sự kết nối tích cực và quan trọng giữa con người với không gian trong ngôi nhà của bạn. Do đó, bạn hãy chọn cho mình một chậu dương xỉ nhỏ để trang trí trong phòng, trên bàn uống nước, bàn làm việc hoặc bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà của bạn nhé. 4. Cây vạn niên thanh. Vạn niên thanh là loại cây có khả năng sống lâu và xanh tốt quanh năm, dễ trồng, không bị rụng lá hay héo úa vào mùa đông, nên được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong nhà. Loại cây này giúp làm sạch bầu không khí trong nhà một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng còn mang ý nghĩa phong thủy rất ý nghĩa, đó là giúp gia chủ tăng tài vận.
Ngày Tết, nhiều người trưng cây vạn niên thanh trong nhà với mong muốn giúp gia chủ có được sự hòa hợp, sung túc hoặc trưng trong ngày đại thọ để chúc cho người già sống lâu trăm tuổi. 5. Cây Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế là một giống cây bụi có khả năng sống lâu năm, lan tỏa mùi hương thơm dễ chịu, thích hợp trồng ở những nơi có bóng râm, ẩm ướt. Nguyệt Quế còn có thể trồng và trang trí trong khuôn viên của nhà bạn mà nó không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Theo phong thủy, Nguyệt Quế là loại cây tượng trưng cho sự chiến thắng và vinh quang. Cây Nguyệt Quế có khả năng hấp thụ độ ẩm trong không khí, giúp bạn có không gian trở nên thoáng đãng, sạch sẽ và trong lành hơn. 5 sai lầm dễ mắc khi trồng cây cảnh trong nhà, muốn cây xanh tươi phải tránh. 1. Không hiểu nhu cầu về ánh sáng của cây cảnh. Với hầu hết mọi người, khi mua một chậu cây cảnh về nhà, họ thường đặt vào một vị trí cố định và không xê dịch nó trong một khoảng thời gian dài. Tốc độ phát triển của cây cảnh trong môi trường, ở nhà không quá nhanh, hầu hết là đều sống được. Tuy nhiên, nếu bạn sợ cây thiếu ánh sáng mà bê nó đột ngột ra một nơi nhiều ánh sáng thì cây không kịp thích nghi và có thể héo úa rất nhanh. Trường hợp nặng hơn, có thể cây bị cháy nắng. Ánh sáng mặt trời đột ngột với những cây cảnh trồng trong nhà thường khiến cây không kịp thích nghi, gây hại cho chúng. Nếu bạn muốn thêm ánh sáng cho cây, phải từ từ, dần dần tăng ánh sáng, chứ không nên đột ngột chuyển cây từ nơi ít sáng sang một nơi rực rỡ. Những cây ưa nắng mặt trời, hầu hết là những loại cây xanh trồng trong nhà đều không thích hợp tiếp xúc với những ánh nắng mặt trời, cũng như không ưa ánh nắng trực tiếp lâu dài. Chúng thích ánh sáng phân tán vừa đủ, kể cả là những loại cây trồng trong nhà phổ biến, bao gồm là cây xanh, thường xuân, vạn niên thanh. Khi bảo dưỡng cây xanh trong nhà, bạn phải chú ý đến ánh sáng dịu nhẹ, nhất là vào mùa hè nhiệt độ cao, ánh sáng đặc biệt rất mạnh. Nếu để ánh sáng trực tiếp chiếu vào cây thì lá cây sẽ bị cháy nắng, lá không thể phục hồi, chỉ có thể bị cắt bỏ. Trước khi trồng một loại cây cảnh nào đó, chúng ta phải hiểu nhu cầu về ánh sáng của nó để lựa chọn cho chúng một môi trường phù hợp. Nếu cây mọc ở vùng nhiệt đới thì nên cấp ánh sáng khuếch tán dịu, duy trì độ ẩm cao. Nếu đây là cây có nguồn gốc từ sa mạc, nó sẽ yêu nhiều ánh sáng mặt trời và một môi trường khô ráo. 2. Dùng chậu nhựa để trồng cây cảnh. Hầu hết mua cây về đều được trồng trong chậu nhựa. Đơn giản là vì chậu nhựa rất phù hợp để trồng trong vườn ươm hoặc cửa hàng hoa vì trọng lượng nhẹ hơn, rẻ tiền, không dễ hỏng hóc mà lại dễ vận chuyển. Nhưng về lâu dài thì chậu nhựa không thực sự phù hợp cho sự phát triển của cây cảnh. Nhất là với những người mới tập trồng hoa vì khả năng thoát nước và độ ẩm khí của chậu nhựa không tốt. Đa số chậu nhựa chỉ có một lỗ khí thoát nước ở dưới đáy chậu. Những lỗ hổng lâu ngày sẽ bị đất bít lại, khiến cho đất ngày càng bị ẩm, dễ gây thối rễ cây. Nếu bạn trồng hoa trong nhà, môi trường không tốt lắm như thông gió kém, thiếu ánh sáng thì tốt nhất nên dùng chậu đất nung, chậu ngói. Những chậu hoa này có thể được nước tỏa ra từ hai bên và dưới đáy, làm giảm nguy cơ thối rễ. Nước còn có thể bốc hơi nhanh và đất cũng tơi xốp hơn trong môi trường chậu đất nung, tốt hơn cho sự phát triển của cây trong nhà. Tôi cũng nhắc nhở mọi người, nếu mới trồng hoa hoặc môi trường không tốt thì nên dùng chậu sứ thay vì chậu này thoát nước kém. Càng không dùng chậu kim loại, chậu xi măng, chậu hoa thủy tinh để trồng cây. 3. Không cẩn thận kiểm tra sức khỏe của rễ cây cảnh. Lâu lâu phải kiểm tra rễ của cây cảnh. Nếu bạn muốn trồng cây cảnh trong nhà phát triển khỏe mạnh trong một thời gian dài, bạn phải đảm bảo rằng bộ rễ của chúng phát triển khỏe mạnh. Vì rễ cây cung cấp những chất dinh dưỡng cho cây và sẽ tiếp tục hút nước, nên một khi rễ có vấn đề gì, cây sẽ có biểu hiện vàng và khô héo. Những chậu cây cảnh trồng trong nhà phát triển khỏe mạnh sẽ có rễ mọc dài ra bên trên mặt nước hoặc dưới đáy chậu. Những cây như vậy phải phát triển tương đối khỏe mạnh. Khi rễ cây khỏe thì chồi, lá và hoa mới phát triển tốt.
Nếu là cây trồng trong chậu nhựa, bạn còn có thể lấy cây ra khỏi chậu thường xuyên, quan sát trực tiếp sự phát triển của bộ rễ bằng cách ấn ngược cây xuống. Nếu cây cảnh có quá nhiều rễ héo hoặc rễ thối, bạn phải loại bỏ, dọn dẹp phần rễ thối ấy đi. Sau khi xử lý rễ thối, ngâm trong dung dịch khử trùng hơn nửa giờ, sau đó cấy cây lại bầu đất mới. 4. Làm sạch lá cây cảnh một cách cầu thả. Cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí nhất định trong nhà, kể cả những loại cây trồng lá phổ biến trong nhà. Tuy nhiên, những loại cây này không dễ hút bụi nên lâu ngày lá cây sẽ phủi bụi, không còn trơn bóng, sáng đẹp như lúc mới mua về. Tuy vào tình trạng này không được xử lý kịp thời thì cây ngày càng xấu đi, bụi bẩn, chắn ánh nắng, cây sẽ không quang hợp được. Thông thường, bạn cần rửa lá bạch nước sạch khoảng 2-3 lần một tuần. Bạn còn có thể lau lá bằng khăn mềm, ấm, vừa có tác dụng giữ lá sạch sẽ, vừa tăng cường khả năng quang hợp cho cây. Và tất nhiên, bạn cần tránh để nước đọng trong lá, giữ cho những cái lá. Vì đặc biệt, nước này dễ dẫn đến thối rễ, thân cây. 5. Phân bón cho cây cảnh bất cẩn. Ngoài ánh sáng và độ ẩm thích hợp thì việc bảo dưỡng cây cảnh trong nhà cũng cần chú ý đến việc bổ sung phân bón. Việc này không cần làm thường xuyên mà chú ý bón phân trong mùa sinh trưởng của cây. Nếu cây cảnh ngừng phát triển thì ngừng bón phân. Ví dụ như cây đang trạng thái nửa ngủ hoặc không hoạt động khi nhiệt độ đang quá cao hoặc quá thấp thì không nên bón phân. Ba mùa xuân, hạ, thu là mùa cao điểm cho sự phát triển của cây cảnh, lúc này có thể bổ sung phân bón thường xuyên. Nếu bạn không biết bón phân thì nên bón phân chậm, phân bón phóng thích có kiểm soát, rắc phân bón chậm, rắc mép bầu để cây hấp thu được dần dần. Độ phì của phân bón tan chậm làm giải phóng liên tục và từ từ, không dễ gây ra cháy rễ cây. Do đó mà thỉnh thoảng bạn nên rắc thêm một chút cũng không sao. Tuy nhiên nên lưu ý không rắc phân tan chậm lên cây khi nhiệt độ quá cao. Nếu không, chất sinh ra chậm này giải phóng nhanh hơn, có thể gây bỏng rễ cây. Có thể bổ sung một số loại phân bón tan trong nước vào mùa cao điểm của sự phát triển cây. Sau khi được pha loãng với nước, thường là 1.000 đến 1.500 lần, phun lá trên đất và lá của cây, bạn có thể nhanh chóng bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, với loại phân này, cần chú ý nồng độ, có thể pha loãng một chút, không quá đậm đặc vì nồng độ quá cao sẽ làm cháy cây. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài việc cung cấp oxy, trang trí cho căn phòng hay ngôi nhà của bạn, thì những loại cây trên thực sự rất tốt cho sức khỏe. Hy vọng rằng với những thông tin mà video đã cung cấp cho quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những cây cảnh thích hợp nhất với ngôi nhà của mình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.